cũng trong hôm nay tại xã mỹ hành nam đoàn đại biểu quốc hội tỉnh long an gồm thiếu tướng đầy tướng tới ủy viên ban chấp hành trung ương đảng ủy viên quỹ, quỹ ban thường vụ quốc hội chủ nhiệm quỹ ban quốc phòng và an ninh của quốc hội và bà phan thị mỹ dung giám đốc sở tư pháp có buổi tiếp xúc cử tri huyện đức hòa tại đây cử tri phản ánh về một số tuyến kênh thuộc dự án khu tưới phước hòa không đảm bảo nguồn nước đề nghị hỗ trợ thực hiện các tuyến kênh nội đồng để đảm bảo nguồn nước phục vụ sản xuất phát huy hiệu quả dự án khu tưới phước hòa về vấn đề phân bón thuốc bảo vệ thực vật giả không đảm bảo chất lượng trên thị trường gây ảnh hưởng đến năng suất sản xuất đề nghị tăng cường kiểm tra xử nghiêm cử tri cũng phản ánh người có hộ khẩu địa phương khác không được mua bảo hiểm tại nước ngoài gây khó khăn cho người tham gia liên quan đến bảo hiểm y tế cử tri đề nghị người dân khám chữa bệnh thứ bảy vào chủ nhật tại các bệnh viện công được tính bảo hiểm y tế cử tri cũng lo ngại về vấn đề an ninh trật tự đặc biệt là tội phạm liên quan đến tệ nạn ma túy Tại mặt đoàn đại biểu Quốc hội, Thứ tướng Lê Tướng Tới ghi nhận những ý kiến kiến nghị của cử tri, tổng hợp các ý kiến kiến nghị gửi đến Quốc hội, các cơ quan chức năng có thẩm quyền xem xét giải quyết trong thời gian tới. Đối với các ý kiến kiến nghị thuộc thẩm quyền của địa phương, đề nghị cấp quỹ chính quyền địa phương xem xét giải quyết chức điểm những vấn đề bà con cử tri bức xúc mà có thể giải quyết được ngay. Đối với những vấn đề còn lại, cần phải xây dựng kế hoạch xác định lộ trình thực hiện cụ thể.